Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả của đài truyền hình VHN TV. Đây là chương trình Đỗ Thanh và nghệ sĩ để quý khán thính giả cùng chia sẻ đôi nét về đời sống thường ngày cũng như những sinh hoạt trên sân khấu của anh em, những người mà quý khán thính giả từng thương mến qua những DVD phát hành khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi đón tiếp hai người bạn rất là thân, cũng có đôi lúc quý khán thính giả đã thưởng thức chương trình của hai người bạn này qua màn ảnh của VHN TV, đó là Kevin Khoa và Diệp Thanh Thanh. Thưa quý vị, Đỗ Thanh xin được kính chào Diệp Thanh Thanh và Kevin Khoa. Diệp Thanh Thanh xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VHN TV và cũng như là Đỗ Thanh và Khoa. Kevin Khoa mến kính chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình VHN TV. Chào Đỗ Thanh và Diệp Thanh Thanh. Hôm nay ba chúng ta lại được họp mặt trên đài VHN lâu lắm rồi ha. Thật sự thì anh chàng Kevin Khoa của chúng ta vừa mới ra khỏi trường xong, thì kỳ này không có phải là một người giáo viên không, không có phải là một người ca sĩ không, mà đang theo học trường luật nữa. Cho nên chúng ta sẽ trong thời gian sắp tới đây lại có thêm một luật sư tương lai nữa, đúng không? Vâng, ngày hôm nay thì Diệp Thanh Thanh từ ở trên San Diego về đây để gặp gỡ quý khán thính giả và ba anh em gặp lại cũng để nói về một cái chương trình đại nhạc hội thật là hay, mà chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Lâu lắm rồi, những sinh hoạt của Khoa ra sao? Thưa quý vị, Thanh đủ thứ chuyện hết, bận rộn quá, thành ra nhiều khi lâu lắm mới có dịp lên VHN TV trở lại để mà gặp gỡ quý vị khán giả, cũng nhớ lắm Thanh biết không. Nhưng mà những cái ngày thường thì Khoa hay đi học. Bây giờ lại không có đi dạy học nữa. Diệp Thanh nói câu là mét vậy. nhưng mà ngược lại Khoa đi học, một tuần đi học 4 ngày. Rồi cũng bận rộn lắm, xong rồi những ngày nghỉ lại phải đi thâu băng, rồi làm video, rồi đi show. Thì lâu lắm rồi mới gặp lại Đỗ Thanh. Càng gặp lại thấy càng trẻ trung yêu đời. Thật sự thì kính thưa quý khán thính giả, có nhiều quý vị cũng gọi vào đài nói là lâu lắm mới thấy Diệp Thanh Thanh với Kevin Khoa. Hồi xưa nhớ là chương trình điện ảnh Đá Châu thì hầu như là hàng tuần mọi người đều và cập nhật được những cái thông tin điện ảnh của những cái nơi như là Hàn Quốc, Hồng Kông vân vân. Tại sao hai bạn bây giờ đi show khán giả còn hỏi nữa, đúng không? Chương trình nghỉ 3 năm rồi, gần 2 năm mấy rồi. Thực sự là Thanh Thanh và Kevin Khoa không có nhiều thời gian như lúc trước, cho nên cái chương trình nó tạm gián đoạn. Nhưng mà nếu mà khán giả vẫn còn thương mến thì để bữa nào nếu mà mình có thời giờ thì vâng, hy vọng một ngày nào đó có nhiều người gọi và hỏi một câu cắt cớ nữa là ồ bộ Diệp Thanh Thanh với Kevin Khoa sau khi đám cưới xong rồi không có làm đâu. Kính thưa quý vị, thì sau khi đám cưới xong rồi Thanh Thanh may mắn là lấy ông chồng luật sư cho nên không cần phải đi làm nữa. Không dám. Ở nhà chỉ nấu cơm thôi. Quý vị đừng có nghe vậy mà làm Khoa bị ế thôi quý vị. Khoa vẫn còn gọi là độc thân phải không? Available. Vừa độc thân mà vừa còn là được đó. Còn chưa có lấy đâu nha quý vị. Ngộ có cái là mỗi khi mà anh em ở trên đài mà thực hiện chung chương trình, thí dụ như đi show xa thì có thể nói ồ ông xã của Thảo Sương là Hoàng Thanh. Ông xã của Diệp Thanh Thanh là Kevin Khoa, rồi vân vân, rồi hỏi là Lưu Việt Hùng với Ngọc Hân chị nào làm đám cưới. Vâng, đúng rồi đó. Đó thì thật sự chỉ là những người partner rất là ăn ý trên sân khấu. Nhưng mà ở ngoài đời tư thì quý khán thính giả tìm hiểu sâu chút xíu nữa thì quý vị sẽ thấy nhiều điều rất là lý thú về anh em nghệ sĩ. Cặp tình nhân không bao giờ cưới. Cứ mãi là tình nhân, đúng không ạ? Có nhiều quý vị khán giả cứ tưởng là Thanh Thanh với lại Kevin Khoa là một cặp vợ chồng. Có nhiều khi Thanh Thanh đi show mà không có Kevin Khoa thì khán giả hỏi ủa Kevin Khoa đâu. Đúng rồi. Khoa cũng vậy, nhiều khi đi một mình thì nói ủa gì Thanh Thanh đâu. Nói dài gì Khoa. Nhưng mà cũng hên á là mới đây nè, vào cái tuần lễ mà Đỗ Thanh quay cái trung tâm video, quay cái video mới sắp phát hành phải không, chừng nào phát hành vậy? Khoảng đầu tháng 8. Vậy. Thì cái ngày Memorial Day đó, khi mà Đỗ Thanh quay video, Đỗ Thanh thì Khoa Diệm Thanh có cái show chung với nhau ở Reno. Thì lâu lắm mới có dịp hát chung với nhau thì cũng rất là vui. Khán giả cũng hỏi nữa, khi mà Khoa đi xuống đó, khán giả nói ồ lâu ngày quá mới gặp Khan Khoa với Diệm Thanh đứng chung cùng một sân khấu. Họ nhớ cái hình ảnh của Khoa Diệm Thanh trên TV lắm. Tới bây giờ vẫn còn nhớ nữa, thành rất là thương. Đi tới đâu ai cũng hỏi hết, Khoa cũng cảm ơn quý vị khán giả. Mà đặc biệt là biết là quý vị khán giả coi đài VHN rất nhiều. Nhiều lắm. Và ngay cả bây giờ thì đài đã qua đến bên Úc Châu luôn rồi. Đó Khoa. Cho nên cũng có quý khán thính giả ở bên đó gửi email qua. Gửi lời chào quý vị khán giả bên Úc Châu. Khoa nghĩ đây là lần đầu tiên Kevin Khoa Diệm Thanh được ở lên đài VHN. Mà sau khi đài đã phát hình ở bên Úc Châu thì cho Kevin Khoa và Diệm Thanh gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình tại Úc Châu, Australia. Chúc quý vị
thật là vui vẻ. Và khi nào quý vị từ bên Úc Châu qua tới Mỹ thì quý vị nhớ là cho Đỗ Thanh, Kevin Khoa và Diệp Thanh Thanh ba con kangaroo nha. Rồi, trở lại với Diệp Thanh Thanh thì thật sự kỳ này hội ngộ ba anh em ở đây cũng là một điều mà Đỗ Thanh rất là quý. Trong thời gian sắp tới đây thì quý khán thính giả cũng sẽ có cơ hội để cùng thấy Diệp Thanh Thanh, Kevin Khoa và Đỗ Thanh, ba anh em sẽ làm việc chung trong những chương trình thâu hình. Nhưng mà trong cái cuốn Mẹ và những tình khúc thời chinh chiến mà đã phát hành trong thời gian vừa qua thâu ở tại rạp Knott's Berry Farm thì có một nhạc phẩm mà hầu như phát ra thì quý khán thính giả rất là thích, đó là nhạc phẩm Xin trả tôi về. Đúng không ạ? À? Thì Diệp Thanh Thanh mặc một cái áo dài rất là đẹp. Rực rỡ lắm, màu đỏ. Rực rỡ. Khoa coi cái cuốn đó đúng không? Khoa thích bài đó, tôi nói là Khoa nhớ Diệp Thanh Thanh là tóc chải bồng bềnh rồi mặc áo dài mà màu đỏ với màu trắng có những cái hoa văn. Hôm qua Khoa tự nhiên Đỗ Thanh nhắc tới làm Khoa Khoa gọi Diệp Thanh, Khoa hẹn giờ tới để mà phỏng vấn để nói chuyện chung với Đỗ Thanh. Thì Khoa nói Thanh ơi, Khoa thích cái bài bài đó quá, cái bài hát mà xin đưa tôi về. Khoa không nhớ rõ cái tựa, Khoa nói đưa tôi về Khoa thích quá. Tại vì nó bài hát rất là lạ mà cái hình ảnh rất là dễ thương mà nghe mình cảm thấy nhớ quê hương lắm. Đúng rồi. Dạ, hai mươi mấy năm từ ngày Khoa rời Việt Nam, Khoa chưa về Việt Nam bao giờ. Đỗ Thanh có về Việt Nam lại bao giờ chưa? 17 năm rồi Đỗ Thanh cũng chưa có về lại bên đó. Rồi. Nhưng mà ngay trong cái bài đó thì cái lời đầu tiên là cái lời bình của MC đó, Diệp nhớ không? Có một cái cảnh một cái xe ngựa đưa cái đoàn người đi chợ về thôn quê đó. Rồi. Tự nhiên chúng ta thấy cả một cái hình ảnh của một cái đất phương Nam ở trong đó. Chắc có lẽ bây giờ thì anh em mình sẽ kính mời quý khán thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Xin trả tôi về, dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mạc Thế Nhân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh, được trích từ DVD với chủ đề Mẹ mà Đỗ Thanh đã phát hành khắp mọi nơi. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây. Xin trả tôi về miền quê tôi nghèo khó, có đám dân lành lòng chất phát vô tư, ngày chăm lo cây cây đêm quân vui bên chén trà kể chuyện một ngày qua. Xin trả tôi về, xin trả tôi về, xin trả tôi. Wow, khi mà nghe nhạc phẩm này Đỗ Thanh rất là thích, cũng giống như là khi Văn Khoa thấy mỗi cái bước chị Thanh Thanh đi ra mà phải công nhận là chọn cái áo dài quá là xuất sắc, quá là đẹp, rất tuyệt là vời. Chờ nãy giờ hai bạn ngồi bên đưa bên đẩy là mình nở lỗ mũi luôn. Nhìn Thanh Thanh đang sướng thôi quý vị. Quý vị nhìn thấy khuôn mặt của mọi người đang sướng, sung sướng như thế nào. Hạnh phúc nhất là mình chọn đúng bài mà được quý khán thính giả chấp nhận ha Diệp. Dạ, mình rất là thực sự là Thanh Thanh cũng rất là yêu thích cái nhạc phẩm đó. Mà lúc mà Thanh Thanh đang chọn bài thì Thanh nói cuốn này nói về mẹ thì đương nhiên phải chọn những cái nhạc phẩm nào mà về tình tự, mà về quê hương sông nước thì nó sẽ dễ đi vào cái lòng người hơn. Thì Thanh Thanh đã chọn nhạc phẩm đó. Wow. Và cũng biết là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng là một người bạn rất là thân với lại ba của Diệp. Cho nên ba nói ok, nếu mà con hát nhạc phẩm này thì ba nghĩ là chú Mạc Thế Nhân thích. Wow. Thì ok, mình chọn nhạc phẩm đó. Khi mà nói về gia thế của nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh thì chắc chắn quý khán thính giả ở xa cũng có nhiều người chưa biết rõ, từ ông nội của Diệp cho đến nữ ca sĩ Mỹ Huyền đều là người trong thân tộc. Thì chắc có lẽ Diệp có thể chia sẻ đôi nét chút xíu về cho đến nhạc sĩ Thu Hồ nữa, đúng không ạ? Nhạc sĩ Thu Hồ là ông nội của Diệp Thanh Thanh. Wow. Và nữ ca sĩ Mỹ Huyền thì là người cô mà tới thứ 9 lận, tại gia đình rất là đông anh chị em. Mà ba của Diệp là người anh trai lớn. Là anh hai đó hả? Anh hai, anh cả đó. Ồ, vậy chị Mỹ Huyền tức là cô Chín lận. Cô Chín. Mỗi lần Khoa gặp chị Mỹ Huyền, Khoa chọc Hoàng đó. Cô Chín, khỏe không cô Chín? Nhưng mà gọi là chị em thôi. Tại vì Thanh biết là Khoa cũng quen. Vui lắm, Khoa quen biết Diệp Thanh sau khi biết ca sĩ Mỹ Huyền. Vâng, và thành người bạn thân. Thành ra Khoa gặp chị Mỹ Huyền trước là gọi là chị thôi. Và lúc đó chưa có quen Diệp Thanh, sau này mới quen tới Diệp Thanh. Thành ra Diệp Thanh là bạn.
là còn thay vì gọi chị Mỹ Huyền là cô chính thì gọi là chị. Rồi ngoài ra thì ba mẹ cũng còn rất là nhiều những bác là giống như cũng bạn đi hát một thời với nhau, là giống như là nữ ca sĩ Giao Linh thì cũng là mẹ đỡ đầu của chị lớn của Diệp Anh Thanh. Mình Công Giáo thì nếu mà quý vị Công Giáo thì quý vị biết đó, mà mỗi một lần mà có em bé mà rửa tội thì có một người mẹ đỡ đầu, thì nữ ca sĩ Giao Linh thì cũng là cô của Diệp, mẹ đỡ đầu của chị lớn của mình. Và còn nam nghệ sĩ là Thầy Tân mà quý vị cũng biết thì là ông dưỡng thứ ba của mình. Mình đi bằng chú lấy cô của mình thì là kêu bằng dưỡng. Dưỡng hả? Người nam có những cái lối xưng hô rất là rõ ràng phải không? Là Thầy Tân thì lấy người cô thứ ba của mình. Thì cũng lòng vòng vậy đó. Khi mà nói tới nhạc sĩ Thu Hồ thì Đỗ Thanh thích nhất nhạc phẩm Quê mẹ. Một trong những nhạc phẩm rất là hay. Rất là hay. Thì thật sự đó cũng là một cái may mắn trong gia đình. Nếu như Đỗ Thanh, không biết Kê Văn Khoa như thế nào, nhưng mà thật sự đối với Đỗ Thanh thì bên nội, bên ngoại hay là trong gia đình chưa có ai